Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Và trong buổi sáng ngày hôm nay 24 tháng 12, Đức Trung xin lên sóng báo giá tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Ford Ranger bản XLS, trang bị số tự động một cầu, sản xuất năm 2016. Và xe thì trang bị nước sơn màu xanh, tên tư nhân biển Hà Nội 29H02883. Vâng, bên Đức Trung chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Thế đặc biệt là các cái dòng xe bán tải, máy dầu gầm cao. Vâng, và quý anh chị các bạn đang mong muốn sở hữu những cái mẫu xe bán tải, máy dầu đã qua sử dụng, hoặc là muốn sở hữu những cái dòng xe bán tải giá hợp lý, thì hãy liên hệ với chợ ô tô cũ Quảng Ninh nằm ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Vâng, số điện thoại 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một mẫu Ford Ranger bản XLS, số tự động một cầu, máy 2.2, sản xuất năm 2016. Vâng, và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 535 triệu đồng. Vâng, 535 triệu đồng là bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ. Vâng, thiện chí thì vẫn còn thương lượng được. Xe thì có cái nước sơn này còn khá là sạch đẹp. Toàn bộ các cái phần ba đợt sốc phía sau, trang bị các cái cảm biến nùi, lốp láp thì còn đẹp cả dàn. Đã trang bị giá lóc bậc bước, lắp thùng thấp đầy đủ. Và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung cam kết với quý anh chị các bạn là không nổi, không đâm va, không ngập nước. Máy số zin, keo chỉ zin. Và sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn có thể quan sát thật là chi tiết cái mẫu xe này. 2016 form mới. Vâng, cái phần đầu thiết kế rất là khỏe khoắn, nam tính. Các cái cụm đèn pha, đèn gầm vẫn còn sáng đều, cân đối, và là đèn nguyên bản theo xe. Toàn bộ cái mặt ca lăng, rồi đến cái biển số, các cái đường gân, góc cạnh nguyên bản theo xe hết, rất là sắc nét, sơn si sạch sẽ. Toàn bộ các cái chi tiết của xe còn đẹp như một chiếc xe mới, và giá chỉ có 535 triệu thôi. Vâng, so với xe mới thì nó rẻ được tầm cỡ khoảng 150 triệu đồng. Vâng, và đây là cái lốp đằng trước ở bên phụ. Lốp rất là mới nha, là răng đúc, phanh đĩa. Toàn bộ các cái phần chi tiết ở phía trong người ta có thể quan sát từ đầu răng sắt xi cho đến các cái hệ thống giảm xóc, bù lông ốc vít, sơn xi bậc bước. Vâng, đây là động cơ 2.2 máy dầu, một số tự động 6 cấp, rồi có xi nhan bên sườn, có anten, có giá lóc, và đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2021. Xe thì đã được trang bị vè mưa, các cái form cũng như là cái phần tôn vỏ còn rất là căng, nó thể hiện là các cái đường gần, các cái góc cạnh, các cái mối lắp ghép cực kỳ đẹp. Thành thể thao, lắp thùng thấp đầy đủ. Vâng, và đây là cái chi tiết của cái lốp đằng sau ở bên phụ đây, răng đúc, phanh tăng trống, sắt xi thì còn rất là nhẵn đẹp. Vâng, ống xả sáng quắc, gầm bệ không một lỗi nhỏ. Các cái cụm đèn hậu, cái màu sắc này còn rất là tươi đều, hai bên đều đẹp như nhau, cân đối từ các cái cảm biến bật cản, rất an toàn khi ta lùi xe. Đừng trùng quay luôn cái phần thùng bệ, đinh bấm cột sau và hai bên nhé.
zin hết. Đây là cái chỉ của cái bừng đằng sau. Nếu mà nó bị va chạm thì những cái chỉ này nó sẽ mất hết, và vẫn còn nguyên cái đinh bấm cũng như là cái phần lót thùng, do không chở hàng nặng nên cái lót thùng còn khá là đều đẹp. Để quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng thì hoàn toàn yên tâm. Vâng, xe thì được trang bị 5 chỗ ngồi, vừa chở người được, vừa chở hàng hóa được. Máy dầu thì nó lại khá là tiết kiệm. Vâng, đây là chi tiết của cái lốp đằng sau ở bên lái này. Là răng đúc, là răng không hề bị xây xước. Sắt xi rất là đẹp, sắt xi cua lốp, lốp dự phòng, tất cả các cái trang thiết bị theo xe thì vẫn đầy đủ và vẫn còn hoạt động bình thường. Đây là toàn bộ các cái phần ngoại thất. Ngoại thất rất là chất rồi. Lốp đằng trước ở bên lái đây. Toàn bộ các cái chi tiết ở bên trong phần gầm xe. Vâng ạ. Tiếp đến Đức Trung kính mời quý anh chị các bạn ta quan sát cái phần nội thất của xe. Các cái mã kính này là vẫn zin theo xe nhá. 2016 hết. Đức Trung đã kiểm tra kỹ rồi. Vâng ạ, đây là cái phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu vàng kết hợp với màu đen. Trông khá là bắt mắt, trần nỉ nguyên bản. Vô lăng 4 chấu, vâng ạ, tích hợp phím bấm có ga tự động. Rất nhiều các cái chức năng của xe. Gương kính chỉnh điện. Vách lỉ nguyên bản. Rất là đẹp luôn. Bu lông cánh cửa, bu lông bản lề, móc khóa. Hàng ghế phía sau rất rộng rãi, thoải mái. Và chi tiết bên trong nội thất thì còn khá là mới. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì có thể đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Ninh, vâng, nằm ngã ba đường 10, phường Phương Đông, để xem xe, chạy thử, cảm nhận, và sau đó ta đàm phán về cái phần mua bán, các cái thủ tục, cũng như là bên Đức Trung sẽ hỗ trợ về cái phần kỹ thuật và tư vấn thêm cho khách hàng về cái quá trình bảo dưỡng cũng như là bảo trì xe đi tốt, dùng bền. Và cái giá thì bên Đức Trung cũng sẽ có cái thương lượng, rồi là cũng có cái hỗ trợ để khách hàng mua được xe. Quý anh chị các bạn ở xa thì làm cam kết bên Đức Trung sẽ mang xe đến tận nơi. Khách hàng chưa có điều kiện trả thẳng thì có thể mua trả góp qua ngân hàng. Chiếc xe này thì trả góp được khoảng 5-60%. Sau đây Đức Trung sẽ quay đến khoang động cơ. Đây là quý anh chị các bạn tiện quan sát đây. Đức Trung sẽ lổ máy luôn. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2016. Vâng, trang bị số tự động 1 cầu. Vâng, động cơ 2.2 máy dầu, trang bị 4 xi lanh thẳng hàng. Vâng, có turbo. Tất cả các cái chi tiết ở trong khoang động cơ để từ cái bình nước phụ, bình dầu trợ lực lái này, rồi cho đến cái da máy rất là đẹp, cụm phanh ABS đây, tất cả các cái ốc át chân của cabo chưa tháo, chưa có một cái vết của cờ lê. Cam kết luôn là chiếc xe này zin đẹp từng con ốc. Vâng, với động cơ 2.2 lít, cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7-8 lít dầu trên 100 cây, sản sinh ra một cái công suất là 110 mã lực. Vâng, nó đâu đó khoảng tương đương với khoảng độ 110 kW, tương đương với khoảng 144 mã lực nhé. Hay quý anh chị nhé. Đấy, nên là rất là khỏe khoắn, rất là bền và rất là tiết kiệm, gầm cao, form đẹp, chở người được và chở hàng hóa được. Thưa quý anh chị các bạn, là mua chiếc xe này về thì hoàn toàn là yên tâm, bên Đức Trung cam kết là xe không một lỗi nhỏ. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Ford Ranger bản XLS số tự động 1 cầu máy 2.2. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 535 triệu.
Vâng, quý anh chị các bạn ai quan tâm thì có thể đến xem xe tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh nằm ngã ba đường 10. Vâng, số điện thoại liên hệ 0965 951 955. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chúc quý anh chị các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vâng, nếu mua xe thì hãy liên hệ với Đức Trung theo số 0965 951 955. Xin kính chào và hẹn gặp lại.